Thôi là quý vị ơi, đi nửa đêm nè quý vị ơi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay con cũng biết được hoàn cảnh của bà rất là khó khăn, nên con đến ngôi nhà của bà yêu thương, chia sẻ một chút yêu thương trong cuộc sống này. Dạ. Dạ, chú ơi, chú ngồi xuống ghế đó đi ha. Dạ, con nói chuyện một chút. Dạ. Dạ, chú ngồi. Dạ, chú ngồi ghế đó đi. Dạ. Dạ, chú ơi, chú cho con hỏi chú tên gì? Dạ, Nguyễn Văn Lập. Nguyễn Văn Lập, nay chú nhiêu tuổi rồi? 60, sinh 1960. 60 hả? Dạ. Dạ, rồi con biết được hoàn cảnh của gia đình của chú á, chú có thể nói cho con nghe không, là cái đó vợ của chú hả? Đó là bà xã. Dạ. Nhà thì đúng không có ruộng đất, có giờ có cái nhà không mà giờ bán trị bệnh không đúng cô bán. Dạ. Đó, nói thật luôn. Dạ. Không đúng là nó sự thật luôn, là giờ bán nhà trị bệnh cho bà xã. Dạ. Cuối cùng giờ thì tới đâu hay tới đó, đó. Giờ cô không biết sao nói. Dạ. Thì nhờ, cũng nhờ bên tự mạnh thường quân đó để hỗ trợ có phần nào để giúp đỡ cho bà xã. Dạ. Dạ, cô nay nhiêu tuổi rồi dạ chú? 57 tuổi. 57. Dạ, cô tên gì dạ chú? Nguyễn Thị Gái. Nguyễn Thị Gái rồi dạ. Nhà này không có trợ, nhà giờ đang nằm là bán rồi đó. Dạ, dạ. Dạ. Bán rồi mình tới tô nằm lại. Dạ. Vậy bà vợ chú bị sao chú? Mổ xương sống. Dạ. Giờ liệt luôn, không cử động được luôn. Và giờ hết biết luôn. Dạ. Giờ không biết gì hết, nằm vậy. Dạ. Giờ ở nhà giờ mong sao mà hội thường quân giúp đỡ giùm cho chị tôi có con nhà ở, trên giờ nhà bán ta cho ở lại, chứ giờ người ta hẹn là 3 tháng ta lấy nhà đâu. Giờ nhờ hội thường quân giúp đỡ giùm cho chị tôi được căn nhà ở, ao ước vậy thôi, chứ giờ biết bê bê biết ao ước gì. Dạ, được có mang và dạ, để cho bà vậy đó. Đó. Bà bị bệnh, cô bị bệnh, quý vị khán giả ơi, nhà rất nghèo. Dạ, bị này lâu chưa dạ chú? Bị nay năm mấy rồi, mà mổ là mổ từ Tết tới nay. Bị năm mấy là nằm liệt luôn từ Tết tới nay. Thank you.
bệnh này cũng lâu lắm rồi mà không có biết cái kiểu như tỷ ở đây là ở nhà quê chữ nghĩa dốt nát rồi không có biết mà ở bên nào mà để cứu giãn thì nhờ người ta nói người ta hướng dẫn chứ cũng không có biết nữa. Cũng khổ không có tiền rồi cái để cái nằm nhà chạy tới chạy lui rồi mình thử ra rồi cuối cùng bị luôn vậy đó. Nhờ khán giả hội quân đồ đó nhờ giúp đỡ giùm cho chị được cái nhà nằm, thí dụ như tỷ bà có qua phần cũng phải được cái nhà nằm. Giờ này nhà bán người ta đâu còn mấy tháng nữa, thí dụ nằm xuống không có đất chôn luôn. Dạ, cô làm sao với cô đó cô? Này là em. Dạ, em dạ. Dạ. Rồi em của cô bị sao, cô có thể kể cho con nghe không? Này chị mà bệnh không thư xương, không thư tỷ. Dạ. Mà bệnh nay năm mấy rồi là nằm nhẹp, là năm nay là từ hôm Tết tới nay. Kiểu như tỷ trong giờ này á, nhà thương nói hô giờ này hả còn nước còn tát, mà giờ nhà đã bán nhà chị nó đã hết tiền rồi, mà giờ thôi buổi giờ nằm bệnh viện nhà thương hết tiền, người ta đâu có cho nằm nữa, giờ phải đành về. Giờ nói thẳng ra gạo thóc thì cũng người ta chồm sớm là cho ăn không à, bây giờ cũng khổ không có nghề nghiệp gì hết. Toàn là đi mà mướn không à. Chú ơi, lúc bệnh có đi khám bác sĩ gì không vậy chú? Có. Đi thì cũng đi nhiều bệnh viện lắm. Đi bệnh viện nhiều ở nhà. Mới về nay 3 bữa hay 4 bữa gì. Chợ Rẫy có đầu tiên là nằm. Dạ, cái này là làm sao với chị mẹ chị mẹ. Hả? Mẹ. Dạ. Nằm gì có tỉnh là có ba cô tỉnh mày không mày, gì về. Mày. Dạ. Mình kêu thì nghe nhưng mà không có mở mắt. Dạ. Mở mắt được mà hí không à. Dạ. Kêu mẹ ra mở rồi người ta lại dạ. Không kêu ơi. Mẹ. Ta thăm nè. Ta thăm nè. Đâu kêu mẹ mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi ta thăm kìa. Nè bà dậy mở mắt ra ta thăm nè. Có quen ai không? Ta thăm mình kìa. Này, nhìn kỹ có quen không? Ai đây? Ai ạ? À? Ôi con lại con thăm cô nè. Nhà vì đau ở đây nè. Vì đau ở đâu chị? Giờ đau ở chỗ này là không ngồi được. Thì mổ thì sống thì mổ ngay cái này mà thì giúp mổ thì nó lành rồi mà giờ có lăn không được ngầu cũng không được luôn. Có khối u ở chỗ này. Dạ. Dạ ba. Dạ. Nhà. Kêu hết. Mở ra nhìn người ta tới để giúp đỡ gia đình mình nè. Nè. Ai nè? Nói ai nói ai? Có bà này bà nào? Nè. Biết không? Biết bà này không? Chúng ta thấy rồi. Biết không? Đúng bà xã của chú thì bệnh này từ trước Tết, nhưng mà khi mà ngày Tết là bị mổ nằm liệt tới giờ luôn. Gia đình khổ không có đất cát đó. Con cái nó bơi chải nó làm có con, nhưng mà giờ cuối cùng thì giờ bà xã nằm vậy, không có điều kiện mà để điều trị nữa đem về đó. Lên máu nữa. Vô chai nước biển rồi rất là dục không? Tay bên đây vô rất giờ dở lên không cầm được gì đó. Dở còn không nổi nữa. Tự mày đỡ không hả? Dở mà cứ quơ lên vậy thôi chứ không có mà đau. Đau để đau quá cái còn lấy viên thuốc dán đỡ.
Đau cái này mà. Bỏ đau cái này nên kêu không biết, kêu nhìn vậy thôi chứ nghe tiếng mà biết mà nói không có được. Mở mắt ra đi. Nè, có tiền không làm gì nữa cho hết. Vậy là không có tiền hả? Ừ, không có tiền. Nó nói xin về, nói thôi cho mẹ về đi con, về hết tiền đóng rồi cho mẹ về. Cái nói thì mẹ nằm tới đâu đi tính tới đó. Dạ. Rồi nó không có về. Cái xin về không à? Có tiền khỏe, không tiền mới về. Nói chung hoàn cảnh cũng khó khăn. Cũng nghèo khổ. Không có tiền. Mở mắt ra bà. Nhìn cháu nó quay là bên nhà từ thiện này nè. Nghe. Nè. Nghe, mở mắt rồi, mở mắt rồi coi. Thì nói đi coi, nó mở mắt lên đi. Nè, cháu nó quay nè. Nè. Đây nè, mở mắt lên coi. Ừ. Nè bà, ráng cố gắng à. Ừ. Sao? Nghe nhưng mà không, giờ không có nói được. Giờ không có tiền ngưng, không có nằm nữa. Nhờ Quân đồ giúp cho đi nằm thêm nữa. Nhờ mà Quân nước ngoài với trong nước là có tiền giúp đỡ ủng hộ cho gia đình đó. Gia đình nghèo lắm. Cho bà điều trị cho mau hết. Nhưng mà cảnh cũng khó khăn. Có tiền chị khỏe vậy, cái lưng nằm vậy cũng được đó đi, không nên hình nữa. Giờ lăn không được, nghiêng không được, ngầu cũng không được luôn. Không nghiêng qua bên được. Phần cổ giờ đó vậy đó, giờ ha lắc qua lắc lại rồi nhức mà đỡ lên cũng nhức nữa. Nằm ngay vậy không hả? Là đỡ vậy ngồi cũng không được luôn hả chứ? Nó nhích cái đầu lên là đau. Mở mắt ra đi. Không có đỡ mà mẹ mở mắt ra. Mở mắt đi cháu lại cũng coi phim nè. Đó, mở đi, đó, mở đi. Nè, mở lên coi. Đó, đó nè, cháu lại cũng coi phim rồi nè. Rồi, mở mắt ra nè. Kêu mẹ rồi. Cô ở trong người, cô làm sao? Nói ơi. Nói sao? À, mệt không? Mệt chi đau. Nhưng giờ nhắm mắt không mà chứ không có. Dạ cô. Dạ. Bà bị sao cô biết không? Mổ gì dạ. Mổ con sống á. Dạ. Ông thương tỷ hả? Thương tỷ mổ, mổ rồi. Sao mổ rồi sao không có ngầu được, không cục cựa được luôn dạ. Nữa. Ngầu trước khi vậy đi được. Rồi đau quá rồi mới mổ sao giờ đi không được. Nè, ta tới thăm nè. Cháu tới thăm bà nè. Vậy bà mở mắt bà nói coi, ta hỏi coi nói coi. Biết để nói. Bà ơi. Bà đã cô nhắc đau quá giờ nhớ. Nào nhắc nhau giờ hỏi nhiều cứ là không có ngồi được đâu. Không ngồi được luôn, không lăn được luôn. Không nhích luôn, nằm ngay đó. Dạ. Ngay đó cái cuốc vậy chứ không nhích đâu. Mình sửa qua bên. Tiểu ống tiểu là tiểu luôn ống này. Dạ. 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 Ống tiểu luôn cái này luôn. Dạ. Dạ. Ăn uống có được không cho chú? Không được. Không luôn. Nước không chỉ. Nước yến gì muốn dạ. Về muốn. Về uống giúp đỡ nhờ thầy thông quân giúp đỡ dùm cho có số tiền đựng cất cái nhà nhỏ nhỏ dinh dưỡng gì kiểu như nói chung là nấu ăn đã có nói cho mẹ về thì mẹ hết tiền không có tiền nên thử ra người ta kêu về bữa đó mượn được 5 triệu cái ở đang ở được ngày nữa cái kêu đóng 8 triệu nữa đâu còn tiền đâu hôm nay đã
cái sạch hết tiền rồi. Đến giờ này tính hả, đến giờ đáng lý ra người ta lấy nhà mà giờ năn nỉ lại tình cảnh bệnh vậy, cho hẹn kỳ hẹn ba tháng thì phải giờ đi, mà giờ này không biết cách nào mà để có ngôi nhà đựng cho chị nằm, thí dụ tới cái đời già bả giờ nói chung ra con gái chứ giờ cũng khổ, đi mần thuê mần mướn không có đứa nào có nghề nghiệp gì hết. Giờ bà xã chú nằm xuống giờ nói thẳng giờ con không chỗ đất chôn nữa, nói thẳng luôn đó. Ở địa phương ở đây ta biết mà không có đất cát gì đó, sống là khổ từ cha sanh mẹ tới giờ. Về cho mà thắp nước bích xi nó khô. Gắt cổ. Trước, Hả miệng ra rồi. Tại xanh hả gì á? Hả miệng ra. Hả đâu uống nước nè. Giờ có tiền là đi làm gì em về chắc khỏe lại đó. Không có tiền về. Bị này lâu chưa giờ bà? Bị. Trong Tết. Lâu lắm rồi. Dạ. Mổ rồi. Cái rồi mổ đồ hoài tới cho trong Tết. Trong Tết. Bệnh là bệnh lâu nhưng mà không có tiền mổ, có uống thuốc cầm cự riết mà đến nỗi nặng đi không được mới đi mổ. Mổ xong rồi cái giờ phát sinh ra bị ung thư. Về nằm xương giữa mắt sống á, giờ giống tới. Rồi giờ mổ á là lên ca mổ á là 80 triệu mà nhà không có khả năng. Đành phải là bán cái nhà này chỉ có 300 triệu mà là trị bệnh từ hôm Tết tới nay. Là những giờ này nói thẳng ra hết cạn kiệt rồi. Rồi mới không có tiền đóng tiền viện nữa mới đem về, chứ bác sĩ nó nói cái kiểu còn nước thì còn tát. Không có tiền, không có khả năng nữa. Thôi có năng. Cháu là thăm nè. Cháu là thăm ba nè. Ngủ mê man suốt cả suốt ngày luôn nè. Nhưng mà cứ nhắm vậy mà nói nghe hết à. Mà đều kêu thì mở hí lên miếng vậy thôi. Mở ra chống mặt. Nè cháu là thăm ba nè. Nè, mở mắt lên coi. Mở lên coi. Nè. Sao mở mắt lên coi nè, mở mắt cháu là thăm nè. Nè. Cháu thăm bà nè, mở mắt lên coi, bà biết ai không? Đây nè, mở lên coi, nhìn kỹ biết ai không? Nè, không có nghe nhưng mà giờ lúc mà mới bệnh đi được không chú? Đi được, yeah. Rồi cuối cùng đi không được rồi mới đi mổ. Đi đau đi không được luôn rồi mới mổ. Mổ về rồi nằm luôn rồi hết không tiền nằm rồi không tiền rồi mới trở về. Mạnh là vô biết nói giờ là chỉ còn đau chỗ này hơi đau cái này là không ngồi được thôi, vì đụng tới là không có được, đau quá vậy. Đau ngay ngược cái này là giờ không có u, còn mổ là dưới xương sống này mổ lên cỡ về mà bắt mấy con ốc dài lắm. Sao cái vết mổ gì phải làm đó nè, chân bị nhiễm trùng rồi mới mổ vậy là nằm rồi nè, nữa mổ là nhiễm trùng á, rồi mổ rồi khô rồi, giờ đâu biết đau đâu, cái này là khối u nó nằm trong đó hả chị? Ngay giữa băng sống mình luôn, giữa cái xương sống luôn. Bác sĩ có nói mổ gì không chị? Mổ mà mẹ không có sức khỏe, chuyển xuống huyết học để với đang truyền máu rồi nữa, giờ mẹ về rồi không có tiền xin về chứ ở lại truyền máu. Bữa truyền hai máu xong rồi xin về luôn.
bác sĩ, bữa sinh về bác sĩ không cho về, tại mẹ nói hết tiền thôi cho bé về đi. Giờ tiền quá chịu nổi. Ở bệnh thì dữ lắm, không nghèo mà khổ là vô đó phải về thôi chứ không có nói gì. Nó thành thử ra giờ cũng nhờ mạnh thường quân có hỗ trợ gì phần nào cứu bà xã tôi được thì tôi mang ơn rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay con biết được cái hoàn cảnh của chú Sáu 60 tuổi và bà Sáu 57 tuổi, bây giờ trong hoàn cảnh nhà rất là khó khăn và khổ. Bây giờ bà Sáu bị ung thư xương, nằm một chỗ như vậy rất là khó khăn. Con đến nơi đây con chia sẻ một chút yêu thương. Thì con có mang cái món quà của vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi, hành tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà, trao yêu thương tặng niềm vui. Thì con mang đến nơi đây là sữa và một gói sao long bát và 200.000 để chia sẻ với gia đình của ông Sáu bà Sáu một chút ít nào đó yêu thương. Con xin trao tặng món quà yêu thương dùm cho gia đình của cô Dung và chú Nghiệp trong Sáu bà Sáu. Rồi con xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la cao cả của gia đình cô Dung và chú Nghiệp rất là nhiều, hồi hướng công đức lành cho vợ chồng của cô chú sở nguyện tiền tâm sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh. Tôi xin gửi lời cảm ơn rồi trước Mạnh Thường Quân gửi lời thư cảm ơn Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho vợ chú Nghiệp, hỗ trợ là sữa với tiền xe long bát đó. Giờ cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đó, giờ sau giờ không biết nói gì hơn thì nhờ chúc cho cô chú sức khỏe dồi dào. Cảm ơn cô Dung, chú Nghiệp đã giúp mẹ con. Giờ cầu mong cho cô chú giúp cho mẹ con hết tiền đi bệnh viện. Dạ. Con hết tiền rồi, đúng rồi. Gia đình hết tiền rồi. Gia đình hết tiền rồi. Nói gia đình hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Nói lên. Nói tiền. Nói lên. Dạ. Một chút yêu thương thì có hộp sữa để chị có thể pha sữa cho mẹ uống. Bây giờ mẹ có nhức cũng có salon bát để dán vào cho mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la cao cả của vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ rất là nhiều. Rồi con đã trao món quà yêu thương giùm mà của vợ chồng của Dung chú Nghiệp rồi. Con cảm ơn vợ chồng của chú rất là nhiều.